xem YouTube Music này lúc 20 giờ ngày 30 tháng 6 trên YouTube V Talent và 20 giờ ngày 9 tháng 7 trên HTV2. Nếu như được chọn thì Andrew sẽ chọn bạn ấy về đội của anh. Anh sẽ chọn em về đội của Big Daddy. Vì sao ạ? Bởi vì màu nhạc của bạn nó cứ kiểu sao nhỉ? Đơn giản là em thấy nó hợp với Big Daddy hơn là B-Ray thôi. Đừng nhìn vào anh như thế. Em cũng tìm vào anh cái đấy. Anh Hai, B-Ray thì ban đầu em cũng có nghĩ tới, nhưng mà em vẫn thiên về Big hơn. Nó sẽ có cái gì thú vị hơn. Really? Các anh à? Các anh à? Em cảm thấy nó không được công bằng cho lắm. Anh chưa được nghe cái điều này. Thôi nhưng mà anh cũng định đưa bạn về Andre. Sorry. Really? Anh cũng cảm thấy thế. Just roll the dice. Yeah, mời anh em mổ xẻ. Nói cái này nó hơi địa phương tí, nhưng mà cái văn từ của em nó rất là văn xe ôm và nghe nó rất trọi dưa. Anh thấy được cái bản thân mình từ cái hồi mà anh còn trẻ trâu ở đấy. Anh rất là thích em. Cái verse 2 thì nó quá ấn tượng rồi. Những cái đoạn mà bạn ấy dồn Vesper vào cuối câu ấy, quá hay. Em rất là có cảm giác các bạn ấy. Nhưng mà em nghĩ là Andre sẽ là người bấm. Tại vì Andre... Anh định bấm rồi, nhưng mà có một câu trong bài nhạc của em anh không thích. Đó là I am a bad boy. Không ai tự nhận mình là bad boy cả. Bad boy phải là người con gái nhận mình. Yeah. Ê, anh không nói em không biết đâu. Đối phương phải xem mình là bad boy thì mình mới là bad boy, chứ mình không bao giờ được tự nhận mình là bad boy cả. Em lục lại tất cả lyrics của anh Bow xem là anh có câu nào anh bảo anh em là bad boy không nhá. Chưa bao giờ luôn. Em làm anh rất là wow luôn. Cái cách mà em có thể dùng cái câu chuyện đó để em bỏ cái góc nhìn khác vào thể khai thác nó. Anh rất là thích cái điều đó. Ở đây thì cái người mà có thể cho em thêm nhiều góc nhìn nữa, thảo luận với em thêm nhiều về cái storytelling nữa, anh là người hợp nhất với em. Anh đồng ý với việc của B-Ray là B-Ray sẽ giúp storytelling của em. Nhưng mà cái góc nhìn này của em nó đang quá hấp dẫn rồi. Em làm vòng nữa nó vẫn hay. Tại sao mình phải thay đổi trong khi mình đang hay? Em đâu có kêu bạn thay đổi đâu, em chỉ là mong muốn là bạn có thể hay hơn nữa. Anh thì anh nghĩ là bạn ấy đang rất hay. Nếu như được chọn thì anh sẽ chọn bạn ấy về đội của anh. Anh sẽ chọn em về đội của Big Daddy. Vì sao ạ? Bởi vì màu nhạc của bạn nó cứ kiểu sao nhỉ? Đơn giản là em thấy nó hợp với Big Daddy hơn là B-Ray thôi. Em tin vào sự lựa chọn của Garrick. Có đấy. Có chết tôi không cơ chứ. Anh thầy, bây giờ em mới thấy lời nói của anh đúng. Nếu có mùa sau em nên xuống dưới. Quyết định này nó quá khó khăn cho em. Em biết không, Garrick, cái nghiệp của em nó chưa dứt đâu. Em là em cũng tin vào anh Garrick giống như bạn. Đừng nhìn vào anh như thế. Em cũng tin vào anh Garrick. Anh Hai, thời đại bây giờ chúng ta tiếp cận internet mọi thứ nhiều, chúng ta sẽ nghĩ rất là nhiều content. B-Ray thì ban đầu em cũng có nghĩ tới, nhưng mà em vẫn thiên về Big hơn. Nó sẽ có cái gì thú vị hơn. Năng lượng tiềm ẩn không cần nhả quá nhiều thứ, nhưng ai cũng có thể cảm thấy năng lượng. Và thực sự là ngày hôm nay em là the best. Cái vibe, cái năng lượng nó toát ra, nó làm cho mình cảm thấy đây là một bài nhạc rất là hay. Cái sample nó rất là thông minh. Cái lúc đó em không nghĩ là có thể clip lại thành như vậy. Chắc bây giờ khi nói lại chắc hợp không hợp với mấy tụi em này, chưa hợp với anh gì đâu. Anh chắc không? Tạo em bảo diễm á, em nhảy như dòng. You have the whole crowd to screaming. So I know you have a powerful, strong presence in your performance. You join my team. Andre, mời rồi, cho xin ý kiến của Andre xem nào. Đầu tiên anh ấn tượng với em là you look fly. You rap, Cartier, glasses. Và các em đi flow sơ kiểu hai chữ như là mở mắt, tắt máy, về nhà, cất xe, ăn cơm tấm cũng rất là tượng. Anh Andre thích ăn cơm tấm cực kỳ luôn. Cái bài hát của em đã làm light động anh rồi. Nó quá là bùng nổ. Khi em đã on beat thì em quá uyển chuyển. Và cái beat này ngày hôm nay đã bị em gọi là xé xác. Về ngoại hình, về nhạc của em thì em hoàn toàn giống anh. Anh có thể làm cho em bóng sáng hơn rất là nhiều. Anh công nhận là giống ấy, khác mỗi mặt. Nói chung là em chả giống ai ở bất cứ đây cả. Em là một màu sắc riêng của em. Và em về team anh nghĩ là... Nhưng mà hình ảnh của em không thể nào vui nhộn kiểu Big Daddy được. Vui mà, cười tươi kia anh làm sao ấy. Không thể kiểu mộc mạc như Big Daddy được. Kiểu vui của bạn ấy lại là kiểu vui khác đúng không? Anh em mình cùng vui với nhau thì nó lại kiểu ra một cái kiểu vui chung. Anh lại bảo anh bạn ấy giống anh, trông giống gì? Giống là phong cách. Ok, thế nào? Anh thì anh có một cái vũ khí rất là đặc biệt
mà anh nghĩ là anh nắm trong tay mà em rất là mong muốn. Đó là anh có một cô em gái tên là Amy. Anh biết mà, anh biết kiểu gì V-Ray cũng nói đấy mà. Nhưng mà người ta có bạn gái rồi ông ơi. Có nói gì tới bạn gái đó, anh này suốt ngày. Bây giờ cái sample người ta đã xài lần, người ta đâu có xài sample lần hai đâu, right? Nhưng mà nếu mà vào vòng trong thì chắc gì đã xài vocal của Amy nữa, right? Nhưng mà có thể là một bài nhạc mới. À, vậy đó là lời hứa của V-Ray đúng không nè? Anh nói thật luôn là công ty anh với công ty Amy rất là khăng khít. Cái việc đấy là đơn giản em. Em về với anh fit với em luôn, chả phải với ai. 2, 3 I dread right hand. No! Really? Các anh à? Các anh à? Các anh à? Em chưa được bàn tính gì cả. Em cảm thấy nó không được công bằng cho lắm. Anh nằm ngoài hù gió, anh chưa được nghe cái điều này. Thôi nhưng mà anh định đưa bạn về ăn rồi. Sorry. Really? Anh cũng cảm thấy thế. Just roll the dice. Trong rồi dụng luôn, nói hoài. Nói hoài, thôi let's go. Trời ơi. Trời ơi. Amy đâu? Amy đâu? Anh sang ra đâu kìa? Cái này choice của em. Nhận không? Anh mang nón đến tận trên sân khấu để đội cho em, còn anh Thái thì anh quăng cho em. Là em chọn ai? Around, just go with me. I think our style will match good together. If you go with him, you know his bad boy image is not. I don't think it's gonna fit you. You know, but you know, just told me we could work. Yeah, hiểu không? Ừ, nhưng mà Lê ngon phết đấy. I wanna go worldwide. Can you do it? Can we She do it? She wanna go worldwide. Go She with you. Worldwide. Go with worldwide? You. Yeah. Yeah. Worldwide all day. We international. Thôi rồi, nói thế là biết rồi. Thôi anh mau về vườn thôi anh ơi. OK. Cứ từ từ bình tĩnh. Như vậy là hai chiếc nón vàng đã được trao và bây giờ quyền quyết định sẽ thuộc về. Bây giờ quyền quyết định sẽ thuộc về Lil Grace. Anh cho em 10 giây để suy nghĩ. 10 giây bắt đầu. Em sẽ được quyền trả lại một chiếc nón. 10 giây bắt đầu. Hey, who thinks she go with me? Let me hear some noise. Come on. Yeah. Quý vị hãy nhìn đây, đây là hình ảnh của những người không còn có giá trị trong cuộc thi. Khi người ta ngồi ăn slay, không ai thèm liếm xỉa. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hey, we got it. Chúc mừng anh Thái VG. Sao, sao. Damn, I got a squad now. Vâng anh. Tiếc quá. Vâng, thưa quý vị, như vậy là team một lần nữa là chiến thắng. Chúc mừng Lil Grace. Em cảm ơn. Thank you em. Thank you bro. Em qua đạp cái cho nó sung nè. I see you bro. Oh yeah. Okay, make a kick. No, come up. Lên đây. Nè, đường này nè. Hay quá. Thấy chưa? Hay quá. Tình thương dễ thương liền. Bà ơi. Đứng đỡ liền. 1, 2, 3. Top the V. Come on em, thank you. Tiếc quá. Tại sao một người được hai nón như này mà em lại chưa từng nghe nhạc của bạn ấy nhỉ? Em cảm thấy đầu óc em nó có gì sai. Thì đó là lý do vì sao em phải ngồi ăn lay suốt buổi tối. Chứ bây giờ mà tôi thấy Big Daddy hôm nay là Little Tiny Daddy. Anh Thành.
20 giờ xem gì trên V Channel. Thứ hai, 3, 4 đón xem Hoa Vương. Thứ sáu, đừng bỏ lỡ Người Ấy Là Ai mùa 5. Thứ bảy, Chạy Cùng Rap Việt mùa 3. Đặt lịch xem ngay lúc 20 giờ, xem sớm nhất trên ứng dụng Vion.